nó nhẹ nhẹ. À, ra ăn miếng này cơ. Miếng này con gà này, gà này là gà ấy đâu. Chân gà đông cảo. Đấy. Chân gà đông cảo. Này. Đông cảo đấy. Bạn nhìn cái đường dễ xứng nhỉ. Ừ. Cái này có ý tưởng về làm kiểu gì cũng là hình gọi nhiều cây được. Ừ. Là nhiều cây à? Cây này mà gặp khách thì rất nhiều tiền. Dạ, mà không gặp khách thì vứt đi. Vứt đi đâu, nó vứt. Không vứt đâu ạ. Không vứt, vứt ở nguyên chỗ đấy. Đúng không? Cây này mà gặp khách thì rất nhiều. Đúng rồi. Phải nói là nếu mà đúng khúc chơi chơi cây thôi, nhìn cái bộ rễ này sướng thì nhau. Chắc là nhà sáng và đồng tình, ông cây ông thọ. Nhưng mà chính chỗ đoạn này con lại không, con không thích bằng cái đoạn này không ạ? Đoạn này con thấy là cái dễ nó chảy đều. Nó được tổng thể lắm. Nét dị như cái già. Đoạn trên này thì là... có phải đánh yêu không hay là cứ để kệ nó cho lũa tự nhiên. À, đánh ngắn lại. Keo với xi măng. À. Gắn đá vào chưa? Đúng rồi. Nó hơi mại một ít thôi. Mại mại, già quá nó mại. À, bằng cái sức tay ấy, cải thân to này. Cái lính ở dưới nhà máy đẹp lắm, mang về đây cũng như cái cơm sát. Vâng. Chắc là mới cắt được mấy ngày không nhỉ? Mới cắt nữa, mới cắt tán, mới cắt được quần. À, thế ạ. Cái này phải bỏ. Bỏ. Ngày xưa những cây này. Núi tiền đấy. Núi tiền. Bán cây bằng cỡ, bằng cân. Hơn cả cân như ngày xưa, nếu mà như cây này mà nếu mua khôi mà mấy tỷ thì cân hơn thua thì. Vàng nó bây giờ có 5 triệu chỉ. Yeah. 5 triệu. 5 triệu một cây chứ. Hả? 5 triệu một cây chứ. Một cây. Đấy. Khoảng 1 tỷ đâu. Thế thì bây nhiều lắm nhỉ. 1 tỷ ấy. Thì xưa 5 triệu một cây. Vâng, ôi. Thế thì lắm thật đấy. Xứng đáng còn cân thật. Cân hơn gì. Tiền cân. Các kilo đi. Các kilo đi. Này, đứng đây nhìn cái phải nói cái phần trườn cái rễ này nó đẹp. Không nhìn mình nhìn đoạn này với thiên nhiên này, với hùng vĩ này, thấy chưa? À, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp chưa? Giống cây kiểu trong thiên nhiên đấy. Đấy. Sao tự nhiên không mà phải thiên nhiên? Ờ, trong tự nhiên. Tự nhiên thiên nhiên đó. Là ná mà. Nhìn tầng tầng lớp lớp thích thật đấy, nghe. Quá đẹp. Cây kỳ dị. Đặc biệt. Một cây xanh quê của ông Nguyễn Gia Thọ. Lại xoay à? Rồi. Đấy. Một tay dũng sĩ một tay. Khỏe lắm. Đẹp thì lúc này hạ giá là ra được vườn. Không cần phải xoay đi đâu cả. Đúng không ạ? Báo cáo ông là không phải xoay đi đâu, cứ để nguyên lên. Cứ hạ giá là ra được khỏi vườn. Nét cây cũng không giống ai thật. Nên từ dưới ao này nhao lên bờ này lại lao xuống ruộng. Ừ. ông ơi nó bảo cuối cùng ông cây cây đấy của ông nó nhảy xuống ruộng. Ruộng nó mát chắc mát à mát mình chả cháu mất rồi. Lúc nào là mình chưa hiểu về cây thì thả đấy. Đều thật. Này, gì? Ở đấy. Cái nhỏ nhỏ cục đấy được đấy. Ăn cái nhỏ nhỏ đấy. Rồi. Ông Tình cho đậu tương hay sao? Hả? Đậu tương chính ra cho đậu tương nó mới bị xanh đây. Ừ.
khẳng định luôn. Có phải đậu tương đâu. Đúng rồi, nhưng mà ông về ông lãi công đục rồi. Ông đục cũng được, ông được coi như là có cái để cho ông đục này đúng không? Cái thời Covid thành ra là cây nó lại còn được coi như là được đường eo tốt hơn, đẹp hơn. Đẹp hơn nhiều chứ, cây này thay cái chậu thì. Không, ngấm này cứ thấy khen. Không, bây giờ khen là bị giảm giá đấy. Ông người chạy ông không biết nói kiểu gì, khen cũng chết rồi, chê cũng chết. Ông là được. Trước tiên là báo cáo ông cây này được. Được, xong rồi. Con nuôi cho ông. Xong. Đếm cây ăn tiền. Những cái cây này để con nuôi cho. Đúng rồi đấy. Một cây rồi. Một cây. Cái hội về cái dáng kích bờ tường này không? Ông ạ. Có phải dáng kích bờ tường không? Đấy. Bỏ mất cái này rồi. Bỏ chưa? Ừ, khuyểu để bỏ thôi. Này sao là tường gọi là dáng ánh sơn. Đây đây cái cục này. Cục. Ăn cái này bóng tình. Cái này của chú Tình ngày xưa là nó bị chết một ít nó mới bị xấu này chứ. Cái này ở trong triển lãm Long Biên nhưng mà. Vâng. Ông đục cũng ra màn nhỉ. Nó bị chết. Cái này là nét ông Thọ đục cái sao nhỉ? Ông chú cũng là ai đục. À thế ạ. Giống ông lắm. Ông Châu. À ông Châu ạ. À. đoạn này là kích tướng hết này. đoạn này là kích tướng hết này. Quá đẹp. Sung này để bán nhà thờ đẹp nhỉ. Cho vào nhà thờ ấy. Rất là đẹp. Nó còn là chảy. Và chảy kinh khủng. Thân nạc cái gì? Như cái này có là phú ao không? Cái này nó đẹp. Mũi hài khác rồi, làm móng khác rồi. Mũi hài đẹp hơn chứ, mũi hài đẹp hơn. Không, cái mũi hài là cái cây ngày xưa bán cho Quang Phong đấy. Mà bây giờ thằng Tuấn xây dựng đang giữ. Đấy là mũi hài đấy. Đây anh ra mua hình ảnh cho đây. Như, theo như dân cổ Trung Quốc người ta phân tích, cái xây Lam Điền nó tượng trưng cho nhà vua. Vâng. Đó là cái vương miện của nhà vua. Còn cái mũi hài này là tượng trưng cho công chúa. À, nó cong cong. Đấy là hai dòng xanh đầu bảng. Thế là ông Tình ông chơi công chúa là mình chơi vua rồi. Công chúa thì nó mềm mại hơn, vua thì nó. Quá đẹp. Những cây xanh. Mũi hài. Kể ra thì cũng nó đầy đầy này cũng tháo dây được rồi không? Muốn cứ muốn cho dây cho nó nhanh. Ông ơi cái cây cục ở đây đâu rồi? Bán bao giờ? Hôm qua. Hôm kia con vừa quay thì kia hôm kia vừa quay. À thế à? Kết cái lục vừng rồi không? Xong chưa? Đã? Chưa xong à? Nó có giá thôi chứ còn. Vâng. Ba này không kết lắm, gọi điện liên tục lấy cho sếp nào. Cái nào không? Lục vừng. Hoa này có lở được không? Lở nhưng mà sẽ phải cho mát ạ. Không cần nó nắng thì nó nhéo. Thế đi ngắm cái vườn nhà ông Tình. Cháu kiện cái xe đây, cháu lấy cái cây cho bà về nó. Cháu lập cho bà là
mấy tỷ. Cái gì đợt này khỏe rồi ông này? Vâng, ra đây khỏe rồi. Đang bật đấy, bật ác đấy. Bắt cái vết đấy nhỉ? Vâng. Hợp dáng nó nằm ở dưới là vừa. Cái chậu này. À, bố của Hoàng Đình Hiệp và tạo tác nhé cả nhà ơi. Đây cũng là một trong những cái tác phẩm, cái tác phẩm thứ ba ấy, thì đúng hơn, mà Thiệp vẫn chưa kịp gắn thẻ. Lần này sẽ gắn lại cái thẻ mới. Này sẽ đặt để gắn cái thẻ làm cái tích ở đây. Không phải sau này nó mai một mất. Cũng là một trong những cái tác phẩm đặc biệt. Chậu đặc biệt. Độc nhất vô nhị, cũng không có cái thứ hai. Sang đây ngắm cửu đồng đại địa. Ôi, có mấy ngày thôi mà lá nó phun lên to chưa. Đường kính cái gốc này nó rơi vào khoảng độ 1.4-1.5 nhé cả nhà ơi. Nó hoành nó cỡ khoảng 400-450. Cái lộc quần cực quý luôn. Mày đi chơi lại chia sẻ một chút hình ảnh vườn ông Tình. Nay lá nó lại to rồi này, cửu đồng đại địa nay lá lại to rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.